Lại nữa, Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào dùng tâm đại bi làm đầu, tu phước bố thí khắp hữu tình mà đối với các hữu tình đều vô sở đắc, tùy đem cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, mà trong đó không thấy một chút tướng nào, là do hoàn toàn không chấp trước mà hành bố thí, nên gọi là bố thí ba la mật đa xuất thế gian. Vì sao sự bố thí này gọi là xuất thế gian? Vì tu hành không đồng với thế gian, nên có động lực vượt khỏi pháp thế gian. Như vậy gọi là bố thí ba la mật đa xuất thế gian. Xá Lợi Tử hỏi, sao gọi là tịnh giới ba la mật đa thế gian cho đến bát nhã ba la mật đa? Sao gọi là tịnh giới ba la mật đa xuất thế gian cho đến bát nhã ba la mật đa? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành tịnh giới cho đến bát nhã mà chấp trước vào tam luân thì gọi là ba la mật đa thế gian, vì tu hành đồng với thế gian nên không có động lực vượt ra khỏi pháp thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành tịnh giới cho đến bát nhã mà không chấp trước nên tam luân thanh tịnh thì gọi là ba la mật đa xuất thế gian, vì tu hành không đồng với thế gian nên có động lực vượt ra khỏi pháp thế gian. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa có hai hạng là thế gian và xuất thế gian. Sao gọi là bát nhã ba la mật đa thế gian? Sao gọi là bát nhã ba la mật đa xuất thế gian? Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào khi tu hành bố thí mà dựa vào có sở đắc để thực hành bố thí lại nghĩ như vậy? Ta có thể điều phục tâm san tham để thực hành bố thí. Đại Bồ Tát này dựa vào tưởng ngã hữu tình mà bố thí, tuy có xả bỏ tất cả vật sở hữu bên trong bên ngoài, nhưng không gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành tịnh giới mà dựa vào có sở đắc để tu tịnh giới lại nghĩ như vậy, ta có thể an trụ công đức nơi hạnh đầu đà, ta có thể điều phục được thân khẩu ý, ta có thể tu hành 10 thiện nghiệp đạo. Đại Bồ Tát này dựa vào thấy ngã, thấy hữu tình và thấy các pháp thiện, tuy có thể tu hành các loại tịnh giới và đem cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng đối với quả bồ đề cho là thật có, rồi dựa vào các công đức ấy khen mình chê người, thì cũng không gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành an nhẫn mà dựa vào có sở đắc để tu an nhẫn lại nghĩ như vậy, ta có thể nhẫn nhục lãnh chịu các việc xấu do tất cả hữu tình đem đến cho ta. Đại Bồ Tát này dựa vào thấy ngã, thấy hữu tình và thấy sự an nhẫn mà dầu có thể nhẫn nhục lãnh chịu các việc xấu của người khác tạo, đem căn lành của việc an nhẫn này cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng vì lấy có sở đắc làm phương tiện nên không gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành tinh tấn mà dựa vào có sở đắc mà tu hành tinh tấn lại nghĩ như vậy, ta có thể phát khởi thân tâm tinh tấn, nhiệt tâm tu hành hai thứ tư lương là phước và tuệ. Đại Bồ Tát này mặc dù thường phát khởi thân tâm tinh tấn, nhiệt tâm tu hành hai thứ tư lương là phước và tuệ, tuy được tướng phước tuệ ở thân tâm và được tướng ngã, tướng các hữu tình, cũng được tướng sở cầu bồ đề, nhưng do lấy có sở đắc làm phương tiện nên chưa được gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành tịnh lự mà dựa vào có sở đắc mà tu tịnh lự lại nghĩ như vậy, ta có thể tu hành từ bi hỷ xả, đẳng trì, đẳng trí, tịnh lự, thần thông ra vào tự tại. Đại Bồ Tát này say đắm các thiền định, mặc dù đem căn lành do chứng đắc thiền định cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng do lấy có sở đắc làm phương tiện nên chưa được gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã mà dựa vào có sở đắc để tu hành bát nhã lại nghĩ như vậy,
ta có thể quan sát tất cả pháp không, đó là sắc không cho đến thức không, như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng đều là không. Đại Bồ Tát này lấy có sở đắc làm phương tiện, tuy quan sát tất cả hoàn toàn đều không, đem căn lành cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phát tâm tùy hỷ tu hành thiện pháp một cách bình đẳng, cho mình và người siêng năng hối hận, diệt trừ điều ác mà mình đã làm, cũng siêng năng khuyến thỉnh vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác trong mười phương thế giới, truyền pháp luân vi diệu độ thoát các hữu tình, thường phát khởi thần thông thù thắng, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, nhưng lấy có sở đắc làm phương tiện nên chưa được gọi là bát nhã xuất thế gian, như vậy chỉ gọi là bát nhã và làm mật đa thế gian. Xá lợi tử, nếu Đại Bồ Tát nào khi tu hành bố thí, dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với ngã hữu tình và bố thí vân vân hoàn toàn vô sở đắc, vì tâm luân thanh tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu bố thí và làm mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với ngã hữu tình và tịnh giới vân vân hoàn toàn vô sở đắc, vì tâm luân thanh tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu tịnh giới bà la mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với ngã hữu tình và an nhẫn vân vân hoàn toàn vô sở đắc, vì tâm luân thanh tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu an nhẫn và làm mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với ngã hữu tình thân tâm tinh tấn, dùng phước tuệ làm tư lương hoàn toàn vô sở đắc, vì tâm luân thanh tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu tinh tấn và làm mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với ngã hữu tình và các tịnh lự đẳng trì đẳng trí hoàn toàn vô sở đắc, thì tam lần thành tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu tịnh lự ba la mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát dùng trí tuệ vi diệu đem vô sở đắc làm phương tiện, đối với tất cả pháp tất cả hữu tình hoàn toàn vô sở đắc, vì tâm luân thanh tịnh nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, để tu bát nhã và làm mật đa thanh tịnh đạo bồ đề, đây gọi là bát nhã xuất thế gian. Nếu Đại Bồ Tát nào đem tất cả căn lành như vậy mà cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì nên biết sự hồi hướng như vậy chính là sự hồi hướng vô thượng, hồi hướng không sai biệt, hồi hướng không gì sánh bằng, hồi hướng không thể nghĩ bàn, hồi hướng không chướng ngại, hồi hướng vô lượng, hồi hướng vi diệu, như thế gọi là bát nhã ba la mật đa xuất thế gian. Xá lợi tử, sáu pháp ba la mật đa như vậy do nhân duyên gì mà gọi là thế gian, lại do nhân duyên gì gọi là xuất thế gian? Xá lợi tử, thế gian là sáu pháp ba la mật đa kia là thế gian nên gọi là thế gian, tạo thế gian nên gọi là thế gian, do thế gian nên gọi là thế gian, vì thế gian nên gọi là thế gian, nhân thế gian nên gọi là thế gian, thuộc về thế gian nên gọi là thế gian, dựa vào thế gian nên gọi là thế gian. Xá lợi tử, xuất thế gian là sáu pháp ba la mật đa này là xuất thế gian nên gọi xuất thế gian, vượt ra khỏi thế gian nên gọi là xuất thế gian, lấy ra khỏi thế gian nên gọi là xuất thế gian, do lìa thế gian nên gọi là xuất thế gian, vì ra khỏi thế gian nên gọi là xuất thế gian, từ thế gian mà vượt ra nên gọi là xuất thế gian, ra khỏi thế gian nên gọi là xuất thế gian, dựa vào thế gian mà ra nên gọi là xuất thế gian. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát khi tu hành sáu pháp ba la mật đa như vậy sẽ làm thanh tịnh đạo bồ đề. Bây giờ xá lợi tử hỏi cụ thọ thiện hiện, những gì gọi là đạo bồ đề của các đại bồ tát?
Thiện hiện đáp: Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là đạo bồ đề của đại bồ tát. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là đạo bồ đề của đại bồ tát. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì là đạo bồ đề của đại bồ tát. Thánh đế khổ tập diệt đạo là đạo bồ đề của đại bồ tát. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là đạo bồ đề của đại bồ tát. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là đạo bồ đề của đại bồ tát. Tám giải thoát, chín định thứ đệ là đạo bồ đề của đại bồ tát. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là đạo bồ đề của đại bồ tát. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là đạo bồ đề của đại bồ tát. Tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tà ma địa là đạo bồ đề của đại bồ tát. Năm loại mắt, sáu phép thần thông là đạo bồ đề của đại bồ tát. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là đạo bồ đề của đại bồ tát. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả là đạo bồ đề của đại bồ tát. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là đạo bồ đề của đại bồ tát. Xá lợi tử, như vậy hết thảy vô lượng vô biên đại công đức tất cả đều là đạo bồ đề của các đại bồ tát. Xá lợi tử lại hỏi: Công đức mà tôn giả đã nói đó là do oai lực của những ba la mật đa nào mà thành tựu? Thiện hiện đáp: Công đức mà tôi đã nói đó là do oai lực của bát nhã ba la mật đa mà thành tựu. Vì sao? Xá lợi tử: Vì bát nhã ba la mật đa như thế có thể làm mẹ của tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp của Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát Như Lai đều sanh ra từ đây. Bát nhã ba la mật đa như thế có thể giữ gìn khắp tất cả thiện pháp. Tất cả thiện pháp của Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát Như Lai đều an trụ nơi đây. Xá lợi tử: Chúng đại Bồ Tát ở đời quá khứ tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Chúng đại bồ tát ở đời vị lai tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Chúng đại bồ tát ở đời hiện tại trong mười phương vô lượng cõi phật tu học rất viên mãn bát nhã ba la mật đa, nay chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Lại nữa, xá lợi tử, nếu đại bồ tát nào nghe thuyết bát nhã ba la mật đa mà tâm không nghi hoặc cũng không mê muội, thì nên biết đại bồ tát này luôn luôn an trụ như vậy, không bao giờ xả bỏ, nghĩa là dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường xuyên tinh cần cứu độ tất cả hữu tình. Nên biết đại bồ tát này thành tựu tác ý tối thắng như thế, gọi là tác ý tương ưng với đại bi. Khi ấy, xá lợi tử hỏi thiện hiện: Nếu đại bồ tát nào luôn luôn an trụ như vậy, không bao giờ xả bỏ, sẽ thành tựu tác ý tương ưng với đại bi, thì tất cả hữu tình cũng được thành tựu đại bồ tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình cũng đối với sự an trụ và tác ý này không bao giờ bỏ, nên các đại bồ tát cùng với tất cả hữu tình không khác nhau. Cụ thọ thiện hiện đáp: Lành thay, lành thay, lời của ngài nói thật giống y tôi nói, tuy chỉ